Kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 9 tây tháng 8 năm 2021. Ngọc xin cập nhật một số cái tin tức liên quan đến cái gói 1.200 tỷ và cái gói 3.500 tỷ. Ngày hôm qua là bên Thượng viện vẫn làm việc và có thể là họ sẽ vẫn phải tiếp tục làm việc trong những cái ngày sắp tới. Mặc dù cái kỳ nghỉ của họ là đã schedule là nghỉ vào ngày hôm nay đến ngày 10 tây tháng 9, nhưng mà có thể là họ sẽ lại họ làm thêm vài ngày nữa. Không biết là khi nào họ sẽ rời Washington DC cho cái kỳ nghỉ Labor Day của họ. Và cái kết quả làm việc của họ ngày hôm qua như thế nào? Và cái gói này nó có cái gì? Và dân có được hưởng cái gì không? Thì Ngọc sẽ chia sẻ. Hôm bữa trước thì Ngọc cũng có chia sẻ là cái gói này là cái gói 2.702 trang. Họ đã chính thức công bố cái nội dung rồi. Nhưng mà Ngọc biết là Ngọc đọc, Ngọc cũng không hiểu, cho nên là Ngọc không có đọc, chưa đọc quý vị. Ngọc chỉ nghe báo chí họ nói á, là cái gói này có cái mức giá là 550 tỷ hoặc là 555 tỷ. Đây là cái tiền mới và cái tiền mà họ sử dụng từ những cái gói cũ cộng lại nữa có thể nâng cái gói này lên 1.000 tỷ hay là 1.200 tỷ tùy thuộc vào cái số tiền mà họ có thể tái sử dụng. Và cái gói này á, nó có những cái phần. Ví dụ như là những cái phần liên quan đến cơ sở hạ tầng và tạo ra nhiều việc làm cho người dân Mỹ, cho nên là họ gọi cái này là cái gói American Jobs Plan. Và nó có những cái phần nó liên quan đến nhập cư và cái việc thi vào quốc tịch Mỹ cho những cái người nhập cư. Và tiếp theo thì cái gói 3.500 tỷ là một cái gói mà cũng khá là quan trọng. Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị vì sao hai cái gói này nó phải đi liền với nhau. Tại vì quý vị thấy rằng là chi nhánh quốc hội là có gì? Hạ viện và thượng viện. Cho nên là nếu như mà thượng viện thông qua mà hạ viện để đó không có nhòm ngó tới thì cũng như không. Thì không có tới tay được Tổng thống Biden để mà ông ký. Cho nên là cái gói 3.500 tỷ này Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị sơ sơ. Và trong những cái ngày tới Ngọc hy vọng là bên quốc hội họ sẽ ra những cái thông tin nhiều về cái gói 3.500 tỷ này. Tại vì nó có nhiều cái khoản mục liên quan đến free community college 2 năm nè. Rồi free daycare để bà con đi làm nè. Rồi có những cái chương trình về... Hôm bữa trước Ngọc nghĩ lại, bây giờ tự nhiên không có nhớ mấy cái phần đó ta. Nó có nhiều lắm quý vị, những cái chương trình về cash payment, rồi những cái chương trình về việc là những ai mà sinh con ở nhà thì vẫn được lãnh tiền nè. Rồi cái việc là mở rộng cái Medicare để có thể khám mắt, khám răng và khám tai. Rồi những cái chương trình Ngọc hy vọng là những cái tấm chắc mỗi tháng sẽ được đưa vào cái gói 3.500 tỷ này. Tại vì trong những cái ngày vừa qua á, là quý vị thấy rằng là họ đề xuất là 1.200 mỗi tháng nè. Họ đề xuất những cái UBI, Universal Basic Income nè. Tất cả những cái chương trình đó hiện giờ chưa biết là có chính thức được đưa vào cái gói 3.500 tỷ hay không, nhưng mà họ vẫn có chia sẻ về những cái chương trình hỗ trợ hàng tháng, và dĩ nhiên là cái income họ phải giới hạn lại ở một cái mức nào đó thôi, chứ không phải là cho nhiều cho đều như cái tấm chắc đợt 1, đợt 2, đợt 3, đúng vậy. Cho nên là cái tấm chắc lần 4 đó thì cho đến tại cái thời điểm bây giờ Ngọc nghĩ nó sẽ có dưới một cái hình thức nào đó, chứ nó không có phải cho rộng rãi như cái 1, 2, 3 được. Và Ngọc sẽ cập nhật chia sẻ và hy vọng quý vị sẽ tặng cho Ngọc một cái like, một cái đăng ký nha quý vị. Khi mà quý vị đăng ký như vậy và quý vị bấm nút chuông thì quý vị là người được thông báo đầu tiên khi mà Ngọc ra video mới, và Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị những cái thông tin này. Nhiều người hỏi Ngọc chứ làm gì mà suốt ngày cứ gói cứu trợ. Nhưng mà mỗi kênh nó có một cái chủ đề để chúng ta tập trung quý vị. Nhiều kênh người ta tập trung vào chủ đề ăn uống, nhiều kênh người ta tập trung vào vườn tược, nhiều kênh người ta tập trung vào cái việc là đời sống đi đây đi đó, du lịch, hoặc là nhiều kênh người ta tập trung vào cái party, nhạc, hát vân vân, thì tùy nha quý vị. Thì Ngọc cũng hy vọng là quý vị sẽ đồng hành ủng hộ kênh của Ngọc. Thì bây giờ cái ngày hôm qua là ngày Chủ nhật á, thì bên Thượng viện vẫn có làm. Hôm thứ Bảy là Ngọc có chia sẻ là họ đã thông qua với cái phiếu là 67 phiếu thuận và 27 phiếu chống. Thì cái thông qua đợt đó rồi họ đóng cái phần đó lại và họ chuyển qua cái phần mới. Cứ mỗi chặng gì họ thông qua một cái package nhỏ trong cái package lớn này, xong rồi
chủ nhật á, là họ thông qua một cái nhóm những cái khoản mục sửa đổi, đó là với cái số phiếu thuận là 69 và 28 phiếu chống. Hiện giờ thì Ngọc thấy là có 22 điều khoản sửa đổi họ đã thông qua rồi, và cứ mỗi lần mà họ sửa đổi để cho hai bên cùng đồng ý rồi cho nó tốt hơn, tu chỉnh lại, sửa đổi lại để mà có một cái gói trọn vẹn. Thì bây giờ đó, chủ nhật người ta thông qua tiếp một đoạn nữa, và tiếp theo là gì quý vị? Tiếp theo là người ta sẽ có 30 tiếng đồng hồ để mà họ debate, thảo luận, tranh luận vân vân. Rồi tiếp theo nữa là gì? Thứ ba họ sẽ bỏ phiếu một lần nữa. Như vậy quý vị thấy, thứ bảy bỏ phiếu thông qua, chủ nhật bỏ phiếu thông qua, nhưng mà hiện giờ nó chưa có được chính thức thông qua để mà chuyển qua bên Hạ viện nha quý vị. Hiện giờ cái gói này vẫn ở bên Thượng viện và thứ ba họ sẽ bỏ phiếu tiếp. Đó. Còn bên Hạ viện thì sao? Bên Hạ viện á, thì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang đợi cái gói này được chuyển qua. Nhưng mà nếu như cái gói này chuyển qua, có một mình cái gói 1.200 tỷ này thôi, không có cái budget resolution, thì người ta sẽ không có dòm ngó gì đến cái gói 1.200 tỷ. Vì sao cái budget resolution này nó quan trọng đối với Hạ viện như vậy, thì Ngọc sẽ chia sẻ một chút xíu ngay sau đây. Thì quay trở lại với Chuck Schumer, thì ổng hiện giờ là lãnh đạo đa số ở Thượng viện, thì ổng thay thế vị trí cho ông Mitch McConnell. Thì ông nói là hai cái này, 1.200 tỷ với lại 3.500 tỷ, thì bắt đầu là nó đi vào cái track, nó đi vào cái gọi là cái đường rầy đó quý vị. Nói chung là nó đang đi đi đúng hướng. Rồi bây giờ á, thì ổng cũng hy vọng và ổng rất là lạc quan là cả hai cái bill này sẽ được thông qua very very soon, trong thời gian sớm nhất. Thì chúng ta cùng nhau chờ đợi thứ ba kết quả sẽ như thế nào. Tại vì á, nếu như mà đưa qua bên Thượng viện á mà không có cái budget reconciliation đối vậy, thì Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi bà sẽ không cho đâu quý vị, bà không có cho để mà lên sàn để mà tranh luận bỏ phiếu gì hết. Tại vì á, họ muốn là gì? Họ muốn á, là cái 3.500 tỷ này á, là nó sẽ có cái cơ sở hạ tầng dân sinh, rồi có những cái phần về những cái số tiền để hỗ trợ người dân và những cái chính sách mà đảng Dân Chủ họ muốn đưa vào trong cái gói 3.500 tỷ này. Nhưng mà có thể cái gói 3.500 tỷ này sẽ chỉ cần những cái số phiếu của đảng Dân Chủ thôi, tức là 50-50. Họ chỉ cần là gì quý vị? Họ chỉ cần bên Thượng viện là thông qua cái budget resolution để họ có cái reconciliation process để họ có thể dùng cái này. Chứ còn nếu như mà hiện giờ họ không có thông qua thì họ không có dùng được cái phương thức gọi là cái lá bài hộ mệnh đó quý vị. Một cái quy trình hòa giải 50 phiếu của đảng Cộng Hòa, 50 phiếu, nói chung là 50 phiếu của đảng Dân Chủ thôi, xin lỗi nói lộn, Cộng Hòa. Mà đảng Cộng Hòa không có bỏ tấm nào cũng được, không có cần đảng Cộng Hòa. Và đảng Cộng Hòa hôm bữa trước họ cũng nói rằng họ không ủng hộ cái gói 3.500 tỷ này, cho nên là họ không có muốn nhúng tay vào, họ không có muốn cái tên của họ có trong cái gói này, họ không có muốn ký cái gì hết liên quan đến cái gói này. Nếu như đảng Dân Chủ muốn thực hiện cái quy trình hòa giải này thì họ cứ việc làm. Nhưng mà để làm được thì họ phải thông qua cái budget resolution nha quý vị. Đó, thì bây giờ cái gói này nó có cái gì? Cái gói này á thì nó có cái gói 1.200 tỷ này, nó có 100 tỷ cho đường cầu và những cái dự án lớn liên quan đến cầu đường. 66 tỷ sẽ liên quan đến đường sắt. Rồi 65 tỷ sẽ xây những cái liên quan đến những cái trạm xe điện này kia khác nọ. Rồi 65 tỷ để mở rộng cái internet tốc độ nhanh về những cái vùng nông thôn xa hơn một chút xíu. Rồi bà con có thể là được giảm tiền internet. Rồi 39 tỷ sẽ hiện đại hóa và mở rộng cái hệ thống giao thông công cộng. Thì chúng ta thấy những cái gói này nó liên quan đến cơ sở hạ tầng chính,
và nó sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Cái gói 3.500 tỷ thì nó sẽ tập trung vào cơ sở hạ tầng dân sinh và những cái chương trình hỗ trợ người dân, và hy vọng sẽ có cái tiền mỗi tháng cho người dân. Đó là theo cái ý muốn của Đảng Dân Chủ. Dĩ nhiên là Cộng Hòa họ không ủng hộ nha quý vị, không biết là có được thông qua hay không. Nếu như thông qua chuyển qua Tổng thống Biden thì chắc chắn ông sẽ ký. Đó, thì tại vì cái này là ông đề xuất mà ông phải ký thôi. Đó, còn ngoài ra nữa thì Ngọc thấy á, là cái gói 1.200 tỷ này nó có 55 tỷ cho những cái công trình về nước, nước cấp nè, nước uống thôi vậy, và nước thải. Rồi những cái hạng mục sửa chữa những cái pipes mà nó bị rò rỉ này kia khác nọ thì được 15 tỷ. Thì đó là những cái phần mà Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Và Ngọc xin nhấn mạnh nữa là dù cho cái gói 1.200 tỷ này được thông qua vào thứ ba, nhưng mà nó không có đi kèm với cái quy trình hòa giải, gọi là cái budget resolution đó quý vị, thì chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi họ sẽ không để ý, bà sẽ không để ý đến cái gai này, bà sẽ để qua một bên, giống như là chặn lại đó quý vị. Đó, cho nên là phải trình cho bà hai cái, chứ trình một cái là bà để im, bà không có rò, bà không có mò tới đâu quý vị. Cho nên là không biết là như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và cập nhật những cái thông tin này. Ngọc nghĩ rằng trong ngày nay và ngày mai sẽ có những cái thông tin chính thức được chia sẻ. Và theo như ông Chuck Schumer thì ông rất là lạc quan, ông rất là lạc quan, thì có thể là họ sẽ có những cái kết quả chính thức vào thứ ba, thì chúng ta cùng nhau chờ đợi, và hy vọng quý vị sẽ ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo quý vị nha. Bye bye now.